Em hôm nay lại tiếp tục chia sẻ đến tất cả các bác cũng như các bạn là một vườn quất thế được trồng trên chậu rất là đẹp luôn. Nói về dàn quả ấy, thì không thể trêu được. Nếu nói về dàn quả các bác bảo là dàn quả này mà thưa thì không có nhà nào có dàn quả nó sai hơn được. Các bác thấy chưa? À, nếu mà bảo là vườn quất này mà thưa quả thì hiếm có vườn thứ hai. Cây cũng trung bình thôi. Cây cây cao khoảng tầm 1m7, 1m8, cả chậu có khoảng tầm 2m. Đây là bên dưới chậu này. Bên trên cây này. Thời tiết nắng nên các bác thông cảm. Em đang ngồi em quay một số cây gọi là nắm mẫu, xong là tí nữa em đi qua một vòng ở vườn. Đấy các bác nhìn nó cái gì nó phải có thực tế. Dàn quả. Em anh bảo là Vnốc đợt này quay những vườn quất đẹp để cho bà con xa quê cũng như các anh em buôn bán là được biết đến. Thì em đang quay vườn quất này đây. Là tại thôn Tầm Tang, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nơi mà quất thế là nhiều, gần như nhất nhì. Có Thắng Lợi và xã Liên Nghĩa là hai xã em là đi là tổng qua là có nhiều quất thế nhất là Văn Giang, Hưng Yên. Còn quất nùm thì nói chung quất nùm thì nó cũng mỗi nơi nó cũng sẽ có số lượng nó chênh lệch khác nhau, nhưng mà riêng nói về quất thế là Thắng Lợi và là xã Liên Nghĩa là sẽ là nhiều nhất. Dàn quả sai thật. Quả to không các bác ơi. Ui rồi. Nói về độ sai này. À, nói về số điện thoại ấy là các bác cứ nhìn kéo xuống dòng bình luận ấy, em sẽ có bình luận bên dưới là sẽ có số điện thoại. Quả to thế. Cây này ui, cây này quả vừa sai vừa to này. À, thì các bác phải đặt vị trí rồi. Cái cây mà đã sai quả to như thế này mà cây khỏe như này thì cái giá thành của nó cũng không phải là nó thấp, thường thường tiền nào của ấy thôi. Úi trời ơi, lại nhìn sang bên này. Ui rồi. Để em lấy tổng tổng quan một cây nhá. À, lấy tổng quan kiểu gì cho nó cân bằng nhỉ? Vì trong vườn này nó không có góc quay. Để em đi ra ngoài đường. Các bác thông cảm khi em quay máy nhá. À, tính em ấy là rất là lười chỉnh sửa clip có sao đăng vậy, thành ra là nhiều bác bảo là đi, đi đưa máy chậm chậm thôi không thì chóng mặt nó, thành ra là em lại không thích cắt sửa để cho nó thật. Đi bên ngoài này thì nhìn không đẹp vào bên trong. Đấy các bác xem đây. Đấy, đây là mặt là đường. Mặt đường thì nhìn như này nó rõ nét hơn này. Đấy, đứng mình đứng mặt đường mình lấy hết tổng quan một cây. Cây này đang mã chanh ấy. Chứ cây này mà chín lên thì tuyệt vời luôn. Đây em lại đi vào. Nhìn phê quá các bác ạ. Em đi quay này em còn phê nhá. Các bác mà có những cây này về chơi Tết thì quá đẳng cấp. Úi trời. Ô đến cái ống bơm nước cũng bị rút à chú ơi. Mà đấy, cái chú hàng xóm chú đang bảo là có cái chỗ bơm nước cũng bị người ta lấy mất rồi. Chắc ai mượn bơm nước. Ui, cây này này các bác này, cây này chiều cao thì vẫn bình thường thôi, nhưng mà để nhìn dàn quả cây này 10 cây thì đạt 8 đến 9 cây tương đương nhau. Vườn này đều đấy, vườn này là đều đều này. Các bác xem này, có cái là
cây nào nó chín trước thì nó khoe quả trước thì nhìn nó nổi hơn thôi. Chứ còn cây các bác xem bên hàng xóm này, đấy, dàn quả không kém gì nhau. À, để tránh clip dài, em xin kết thúc để clip sau em lại ra vườn khác. Không, các bác bảo xem clip nó dài dòng quá, nó không hay. Đấy, cây cũng có quả xanh, quả chín. Cây xanh, cây chín nhé, không phải cây nào cũng chín. Xin chào tất cả các bác đã theo dõi clip của em.